Em hỏi tí. Hỏi tí. Em đi đâu đây? Em lên trường đón em gái ạ. À, đi trường đón em gái à? Dạ vâng. Em đi còn xa không? Có ạ. Em lên tập trường Pusi đấy hả? Dạ vâng. Pusi từ đây lên đấy còn bao nhiêu cây nữa? Còn xa lắm ạ. Thế à? Em là người dân tộc gì? Em dân tộc Khơ Mú ạ. Khơ Mú à? Dạ vâng. À, anh có thể đi cùng em được không? Dạ được ạ. Được ạ. Nhưng mà thôi, em đi đón em đi, anh đi bộ cũng được. Dạ vâng. Ừ. Bye bye. Tôi định đi nhờ cô gái này nhưng mà tôi lại thấy mấy đứa nhóc nó ở đường như này nên là lại không đi cùng nữa, tiếc quá. Suýt chút nữa thì mình đã làm quen được một cô gái Khơ Mú rồi. Để xem nào, thấy mấy đứa bé nó chạy hết vào nhà rồi. Ở đây thì thấy như là một gia đình thì phải. Đang thắc mắc không biết đây có phải là một ngôi nhà không vì thấy nó khá là nhỏ, có thể là cái lều. À, đang đi gặt. Ô, chào anh nhá. Nhà mình đang làm gì đấy? Đang được thóc. Đang gặt lúa à? Ừ, đang ăn lúa. Ồ, thế đang ăn gì đấy? Ăn sáng à? Ăn sáng à? Cho em ăn với. Ừ, ăn đi. Nhá. Ừ. Xem mà anh ấy có món gì ngon không? Chú chào mấy đứa nhá. Đây là con của anh hết à? Ừ, đúng rồi. Thế à, sao đẻ lắm thế? Bốn đứa cả. Các cháu là được nghỉ hè chưa? Nghỉ hết rồi cái gì? Oh, hai vợ chồng anh chị đang thưởng thức một cái bữa sáng. Ăn sáng hơi muộn đấy nhá, bây giờ là 8 giờ rồi. À, anh mới gặt xong được một chút à? À, những gà một ít thôi, gồm gà. Vâng. Anh với chị là người dân tộc gì? Dân tộc Mông. À, người Mông à? Thế ở đây là có những người dân tộc gì cùng sống với nhau? Sống với xã này thì Khơ Mú. À, có Khơ Mú và Mông ạ? Khơ Mú và Mông. À. Thái cũng có nhưng mà ít thôi. Ít người Thái. À, ba dân tộc cùng sống với nhau đúng không? Chị nói được tiếng Kinh không? Không được. À, thế à. Đây tôi thấy hai anh chị còn nướng một chút cá đồng. Cái này là cá rô đồng hay là rô sông đấy? Rô sông. Rô sông ạ? À? Ngon nhỉ? Một bữa sáng rất là ngon đấy. Thế mấy đứa này không ăn à? Ăn xong rồi. Ăn xong rồi à? Có vẻ như là tụi nhóc nó đang khá là tò mò với máy quay. À, thế mấy đứa ăn no chưa? Ăn cơm no rồi gì? Đứa nào biết trả lời chú không? Hả? Đừng sợ nhá. Đi học mà lại không biết nói à? Này, chú cho mấy đứa ăn sáng này. Nói to lên cho nào. Biết nói xin chưa? Xin à? Này, cho thêm gói nữa này. Cháu. Thực ra là tôi biết thừa là các cháu biết nói nhưng mà vì là ngại thôi nhỉ. Lần đầu tiên gặp chú thì hơi sợ một chút. Ồ, nhanh, mưa. Mưa có phải cất lúa đi không? Ui dồi, đã ăn thì trời mưa này. Đàn trâu này của nhà mình à? Anh có bao nhiêu con trâu? 10 con trâu. Anh là nhà giàu ấy đúng không? Không, nghèo thôi. Nghèo gì thế là giàu rồi. Con nhiều lắm. À, còn nghèo lắm mà. Nhà có 10 con trâu thôi chết rồi, mưa rồi. Không thể đi được rồi, lại phải chui vào trú mưa rồi. Lại quanh quẩn với gia đình nhỏ này rồi. Thôi, chào gia đình nhá. Tạnh mưa rồi, mình lại tiếp tục hành trình nhá. Ngồi trời mưa được ăn ké các cháu mấy cái kẹo. Đây là một vùng đất mà còn rất nhiều những cái điều xa lạ đối với mình. Và bây giờ thì tôi đang leo lên một cái con dốc. Ở đây thì tôi cũng thấy rằng là cái diện tích đồi để trồng trọt khá là nhiều. Mình đang tò mò xem là mọi người ở đây thì họ đang trồng cái gì ở trên nương. Ui, giật mình à? Cậu bé mặc áo Việt Nam. Mình trồng cái gì đấy? Trồng thóc á? Không phải làm cỏ mà là đang trồng thóc à? À, trồng lúa nương này à? À, trồng xong chưa? Chưa. Xong. Xong hay là chưa xong à? Chưa xong. Mình là người Mông à? Mông. Mọi người đây lại trồng cái lúa nương mọi người ạ. À. Xem nào. Đâu cái hạt giống của nó đâu? À cháu. Hạt giống lúa nương đâu? Đây à? Chú xem nào. Sao lại giấu đi thế? Vậy đồ
À hết rồi à? Hai đứa không có bố à? Bố đi đâu rồi? Bố đi Trung Quốc nó không thấy rồi. Bố đi Trung Quốc bao nhiêu năm rồi? Bố đi 10 năm rồi không về. Ồ. Bây giờ gia đình chờ người mang hạt thóc lên để gieo thôi. Còn các bạn này thì sẽ làm cái đất nó xốp ra trước. Mọi người nhìn thấy xung quanh toàn là đất đồi thôi. Rất là nhiều đất đồi, nó rất là thích hợp cho việc trồng cây lúa nương. Chắc là tôi cũng không chờ được đến lúc các cháu có cái hạt thóc giống ấy. Tôi phải đi vào trong nữa. Này, cho mấy đứa một chút tiền mua kem này. Này, này cầm lấy. Hả? Không cần nữa. Sao lại không cần? Này, cầm tí nóng đi mua kem ăn nhá. Cảm ơn nhá. Ừ, ok. Tên là gì? Tên Trà. Trà à? Ừ, ok. Thôi đi, bao giờ nóng thì đi mua kem nhá. Vâng. Chào mấy đứa nhá. Mình sẽ tiếp tục đi vào trong thôi. Chào cô nhá. Dạ. Trước mắt tôi là một cái khoảng đồi, mọi người nhìn thấy không? Tất cả những cái cây to đã được bà con đấy họ đốn hạ xuống hết rồi. Và chuyển trơ trọi ra những cái đất để có thể trồng trọt được thôi. Và thay vì trồng những cây ngô giống như những người đồng bào dân tộc Mông ở bên Hà Giang hay là những vùng đất khác, thì ở đây mọi người đã trồng lúa nương. Bây giờ thì tôi thấy một gia đình cũng khá là đông người, một đại gia đình họ đang trồng những cái cây lúa nương để ra tìm hiểu tiếp xem cái công việc này nó diễn ra như thế nào. Vì cái gia đình hồi nãy mình gặp ấy thì là mình vẫn chưa được xem tận mắt cái việc trồng lúa nương nó như thế nào. Ôi, để những cái cây này họ đã chặt hết xuống rồi. Nhìn những cái xác này rất là ghê luôn. Trông như kiểu là rừng bị cháy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc đốn hạ cây và đốt như này cũng chính là cái cách để bà con họ tạo ra được cái phân bón ấy. Một cái phân bón tự nhiên, phân bón để cho cái cây lúa nương nó có thêm chất dinh dưỡng. Không khí lao động rất là tươi vui, rất là tưng bừng. Trời thì cứ một lúc nó lại mưa, xong một lúc nó lại tạnh, xong bây giờ nó lại mưa. Nó cứ đều như vậy. Khi mà mọi người chặt hết cây đi ấy, đất nó không có gì để bám nữa. Đây này, ở đây đã có những cái chỗ nó bị xói mòn do dòng nước này. Đấy. Và ngay vừa nãy thôi nó cũng đã có một chút xói mòn rồi. Để xem là đại gia đình ngày hôm nay có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 người. À, đây rồi, hình như là họ đã quả những cái hạt lúa ra đây rồi thì phải. Và bây giờ thì họ sẽ cào đất để cho cái hạt lúa ấy được vùi xuống thì phải. À, đúng rồi, chứ không phải là họ vừa cào đất họ vừa gieo. Đó. Đây, bà cụ này cũng có tuổi này, cũng làm rất là khéo này. Oh, cái tốp này có vẻ hơi im ắng và tốp bên này có vẻ là trẻ tuổi hơn này. Ui, địa hình vô cùng dốc luôn. Chị đừng có cười em lại lăn xuống dưới thật đấy. Và em bé mấy tuổi cũng ra nương rồi hả? Em bé mấy tuổi rồi? Cháu mấy tuổi rồi? Người lớn, người bé tất cả cùng nhau làm. Và họ làm cũng rất là nhanh. Tất cả những hạt lúa gì sẽ được gieo trước. Vừa làm cỏ cũng là vừa là cách để vùi được cái hạt thóc đó vào đất luôn. Đây. Vất vả quá nhở. Dạ. Hay mà. Ừ, chưa thấy bao giờ ấy. Bây giờ đang xem đây ạ. Cái này là của một nhà hay là đi làm giúp nhau anh? Một nhà thôi à? À nhưng mà mấy nhà đến giúp đúng không? Oh. Đấy. Mình là người mông trắng hay mông đen anh? Mông đỏ. À mông đỏ ạ? Ồ. Lần đầu tiên mình nghe thấy này. Tôi đứng ở đây thì khi mà quay thì cũng khó để diễn tả được cho mọi người biết, hình dung được cái độ dốc của cái khoanh nương này, nhưng mà thực sự là nó rất là dốc luôn. Khi mà nhìn trên máy quay thì nó rất khó để tưởng tượng, mình không thể diễn tả được hết. Mà tôi thấy rằng là cái
tốc độ làm việc mọi người thì vô cùng là nhanh, khẩn trương. Lao động tập thể như này thì mệt nhưng mà cũng vui hơn, vì có thể là có thêm những câu chuyện nữa. Ủa, mình đứng ở sau mà đất nó bay hết vào mồm. Mình cũng không cần phân bón hóa học nhỉ? Mình chỉ cần đốt cái cây rừng xuống là nó thành phân rồi đúng không? Đấy, cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ cần một cái thao tác duy nhất là gieo những cái hạt này xuống đất thôi. Ai là... Thôi dành công cụ lao động của em bé đi. Úi, bà đừng cuốc chân con nhá. Bà đừng cuốc chân con nhá. Cho chú mượn cái. Cháu nhỏ nhất đây cho chú thử đi nhá. Những cái công việc này. Đấy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Cái cào của em ấy cũng rất là nhỏ. Cháu cũng rất là nhỏ. Làm như nào hướng dẫn em với. Chị ơi, làm như nào? Sao ai cũng tránh mình hết này. Đứng vào gần nhau tí. Đi, đứng vào gần nhau tí. Đi. Thôi tôi đứng gần em gái này vậy. Chồng ở bên kia rồi đúng không? Chưa có chồng à? Chồng không biết á. À chồng không đi à? Chồng đang ở nhà à? Ở đây có bao nhiêu tuổi thì lấy chồng? 16 à? Bao nhiêu thì là ế? Không biết à? Chết rồi. Hai lần đất vào mồm. Bằng một cách nào đó thì tự nhiên tôi lại phải làm nhiều nhất, vì mọi người tách ra hết rồi. Vẫn sợ hay sao ấy, mọi người vẫn có một chút gì đấy đề phòng. Úi dồi ôi. Chả cô nào vào gần, chán. Thôi, có lẽ là mình trải nghiệm một chút thôi. Thực sự là nó cũng khá là mệt đấy mọi người. Cũng không đơn giản đâu. Nếu mà làm lâu thì cũng mỏi tay, mỏi lưng. Cún ơi, chú giả này. Chú giả này, ôi rồi. Mệt quá. Căn bản là mọi người cứ tránh xa em ra. Mọi người có vào gần làm cùng em đâu. Nên là... nên là cái khoảng đất của mình nó bị rộng nên là mệt quá. Bò lên. Bây giờ mây mù nó bắt đầu phủ hết cái chỗ này rồi. Và tất cả mọi người đang làm việc trong cái màn sương đục này. Cái hình ảnh này thực sự đối với bản thân mình thấy rất là ấn tượng. Ở đâu thì âu đấy. Không có nước thì không có ruộng bằng phẳng thì lại trồng lúa trên nương. Tôi nghĩ là một khoảng nữa thì mọi người sẽ nghỉ. Tôi sẽ quyết định là gửi tặng mọi người một chút bánh kẹo. Nhưng mà mình sẽ để ở trên này để mọi người lát nữa cuốc đến đây thì ăn. Đó. Đấy. Đấy, có vẻ cũng hợp lý. Đấy. Cũng chuẩn bị được một chút bánh kẹo. Cũng không quá nhiều để đủ cho tất cả mọi người. Nhưng mà hy vọng là tất cả mọi người sẽ vui. Mình cũng không nói điều gì cả. Kệ thôi. Bây giờ là cho mọi người lao động. Mình cố gắng cẩn thận để đi ra phía ngoài thôi. Hiện tại thì mình đã lên được đến trung tâm của xã Pua Si rồi. Và từ xã thì sẽ có rất nhiều những cái nơi ở, nơi sinh sống của những người đồng bào dân tộc quanh những cái khoảng độ trên đây. Ôi, bé xíu mà đã đi được xe máy rồi này. Hình như là cũng ngày hôm nay là ngày các cháu được nghỉ hè rồi đúng không? Cháu được nghỉ hè rồi đúng không? Đúng. Thế bây giờ cháu đi về à? Vâng. Nhà cháu ở đâu? Hát Khoang. Cái gì? Nhà cháu ở bản Hát Khoang. Hát Khoang á? À? Đi xa không? Có. Bao nhiêu cây? Tầm 3-4 cây. Nhưng mà bố mẹ đâu không đón mà cháu lại đi bộ? Dạ anh trai cháu vừa mới lên đón. Thế à? Thế bây giờ cháu đi bộ về hay đi xe về? Đi xe. Đi xe à? Ờ. Thế cháu về trước đi. Tí nữa chú vào làng thì gặp nhau nhá. Vâng. Ok. Mấy đứa chưa về à? Ôi rồi đi học mà được cả tiền này á. Đây là tiền thưởng học sinh giỏi à? Thế tiền gì? Tiền hộ nghèo à? À, thế nhà cháu ở đâu?
Hả? À, thế em đi về chưa? Đi. Xe máy đâu hay là đi bộ? Đi cùng anh đi. À, vẫn đang chờ anh nhỉ? À? À. Thế hai đồng chí này là cũng đang chuẩn bị đi về à? Ừ. Thế là bao nhiêu tuổi rồi mà đã biết đi xe máy rồi? 13. 13 tuổi? Ừ. À. Học xong rồi đúng không? Ừ. Bây giờ chú muốn xem mà cháu đi xe máy giỏi như nào nhá. Để chở chú ra mấy cái nhà phía kia được không? Nhá. Không thì em đó em đi về. Ừ thì bây giờ chở anh đi ra đấy thôi xong em lại quay lại đây. Nhá. Đây ngay đây thôi mà. Ok nhá, thử cái tài đi xe máy của cậu bé này xem nào. Nào, đi. Các bạn biết rằng là vùng cao thì các bạn nhỏ cũng đi xe máy khá là sớm. Nào đi, xong tí đổ cho 20.000 xăng nào. Đổ cho 1 lít xăng. Chở ra mấy cái nhà kia thôi. Tôi thấy xe của cậu bé hết xăng rồi, 3 lít xăng. Có chở không? Vẫn không chở à? Không đồng ý à? Ai già, thôi. Cái cuộc thương lượng của mình không thành công rồi. 3 lít xăng mà cậu bé cũng không đồng ý. Mặc dù là cái xe của em ấy chỉ còn vạch đỏ thôi, mà gần cạn xăng rồi. Chứng tỏ là mấy đứa nhóc này nó đang khá là e dè và cảnh giác với người lạ như mình. Điều đó thì cũng không vấn đề gì cả. Thì các cháu mà biết cảnh giác với người lạ thì đó cũng là một cái điều mà đương nhiên thôi. Em chào mọi người nhá. Em hỏi tí, có mấy đứa trẻ con nó đang đi bộ trên kia về kìa. Là nó trong đấy có bản làng à? Có bản làng trên này, nó đi đường tắt. Đi đường tắt à? Vâng, đi đường tắt. À, bây giờ làm sao đuổi kịp bọn nó được nhỉ? Hay là anh hộ em gọi bọn nó đứng lại được không? Bây giờ sợ nó lên xa quá đi không kịp. Mình đi xe đi tắt đường mình đi. Thế à? Chọn đường trên đầu rồi kìa. À. Thế hai cháu là chuẩn bị đi đâu đấy? Vẫn chuẩn bị đi về. Đi về à? Mua gì đấy? Trên mạng. Hai đứa này nó đi mua đồ à? Không phải, nó đi học về. Đi học về. Có đi về đường đấy cho chú đi cùng với. Đi cùng đường nhưng mà nó sẽ đi đường xe rồi mà. Thế à? Làm sao đuổi kịp mấy đứa nhóc cái kia? Trẻ này là nó mồ côi đấy, không có cha. À không có cha. Mất cha. Cha mất rồi, còn mẹ thì đi lấy chồng khác. Mẹ lấy chồng khác à? Này thế bây giờ làm sao giúp chú đuổi kịp mấy đứa bé kia được không? Nhá. Hai chú mượn xe của cháu xong rồi vòng lên đây được không? Được không? Được à? Ok, thế chú lái nhá. Ok. Bây giờ sẽ đuổi theo mấy đứa nhỏ xem là chúng nó đi học kiểu gì. Nào, thế lên đi. Cháu đổ đầy xăng chưa? Đầy rồi. Đầy rồi gì? Ok, đi. Nào, thế đi đường nào nào? Cái đường này mình đi chặn đầu đường trên nhé. À, chặn đầu bọn nó đầu kia á? Vâng, mình đi chặn đi đầu đường trên cái cây cao. Ồ. Nó có hai đường đúng không? Đường tắt. À, nói ra là bọn nó đi đường tắt kia để đi học về. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi cái đường chính. Nắng quá mọi người ạ. Các cháu mấy tuổi rồi? 14 tuổi à? Là học lớp 9 à? Học xong chưa? Nó không được nghỉ hè rồi mà đúng không? Hay là đang ôn thi để đi học tiếp? À, có đi học lớp 10 không? Ok, đi học lớp 10 là tốt rồi. Đường để vào xã Cua Si thì có đoạn bê tông, có đoạn bằng đất. Nhưng mà con đường mà để đi giữa các thôn bản với nhau thì chỉ có những cái con đường đất như này thôi. Và cũng rất là khó để lái xe. Wow. Từ từ nhá, không sợ. Đấy. Hóa ra ngôi làng này có hai con đường để đi vào. Nếu mà những ai không có xe máy thì sẽ đi con đường tắt, con đường bộ nho nhỏ trèo qua đồi. Còn có xe máy thì sẽ được đi đường to như này, không bị mất sức. Mình đi này là kịp chặn đầu mấy đứa kia không? Hả? Chặn đầu mấy đứa đi bộ ấy. Kịp chặn đúng không? Rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được cái nơi mà có thể sẽ gặp những cái đứa nhỏ nó đang phải đi bộ đi học về. À, một đứa đang đi bộ đầu kia rồi à? Ok. Sau tương chúng ta sẽ xiên ra đây đúng không? Thế hai đứa chờ chú một tí nhá. Chưa về nhà nấu cơm ăn được không? Được à? Ok.
Này cho ba đứa này. Cho ba anh em nhá, chia nhau nhá. Nghe chưa? Hai cậu bé mặc áo cờ Việt Nam rất là đẹp. Và có một điều đặc biệt nữa là thấy bọn nhóc ở đây đi xe máy rất là giỏi. Đấy. Thằng này bao nhiêu tuổi? Lớp mấy? Thằng vừa đi xe máy qua ấy. Lớp 6 á? Ồ, lớp 6 đi xe máy được rồi. Và ba nhân vật mà tôi chờ đợi, tôi trêu bằng flycam trên cao ấy, thì các cháu khá là sợ, thì cuối cùng cũng mò lên đường đến đây rồi. Và chúng nó đi bộ cũng rất là nhanh. À? Ồ, thế là lại được bố đón rồi à? Không phải bố à? À. Một bạn thì được chở bằng xe máy rồi. Bố hay là anh trai anh biết. Còn hai bạn này thì vẫn đi bộ thôi. Lúc này có sợ không? Hả? À, chú thấy cháu chạy cong cả đít gì nữa. Thế bây giờ là cũng là nhà ở bên trong kia như các cháu đúng không? Thế là bây giờ lại đi bộ về tiếp à? Ôi trời, đậu trần nắng như này. Có nghỉ một lúc rồi đi nhá. Vừa leo dốc một quãng khá là dài rồi, nhưng mà cũng không thấy toát mồ hôi đâu. Thế là học lớp mấy rồi cháu ấy? Học lớp 6 à? Ừ. Nó tha đậu ấy. Đi, đi ăn kem nhá. Đi, ăn kem đi. Để xem mà kem ở trên Điện Biên thì có ngon và đắt hơn kem ở trên Hà Giang không? Ở đây kem thì bao tiền một que? 1.000. Cũng 1.000 à? Ờ, thì cũng bằng giá ở bên Hà Giang rồi. Mặc dù đây là hai cái vùng đất nó cũng cách biệt nhau rất là xa, cũng là vùng đất của người Mông thôi, nhưng mà cái giá thành của một que kem thì lại có cái sự tương đồng, 1.000 một que thôi. Có kem nào đắt hơn không hả? Giờ không. Không à? Vâng. Có kem 2.000 không? Không. Không có kem 2.000 à? Ai dạ. Bây giờ làm sao ăn được hết chỗ này nào? Nào. Cầm đi, cầm đi. Thế mấy chị em chia nhau nhá. Nào đi, chúng mình đi dần về nhà đi, không nắng lắm. Em gửi tiền với. Này bây giờ lại phải chia ra rồi, xong rồi chú phải đi xe máy về trước. Hai đứa đi bộ về sau nhá. Vâng. Ừ, đây mà, này. Giờ chia ra cho các bạn một chút, các bạn đi sau, còn mình đi trước. Ừ, đi bên chỗ kia đi. Cô bé này Giàng Thị Xanh, lớp 6A3, học sinh khá. Anh ơi, cháu học giỏi nhỉ? Nhưng mà học giỏi nhưng mà hơi nhỏ đấy nhá. So với bạn bên này là hơi bị bé đấy nhá. Thế cháu có được giấy khen không? Có, nhưng mà hôm qua em lấy. À, hôm qua cất rồi à? Ừ này, trả nhá. Đây là các thầy cô giáo đây à? Vâng. Oh, các thầy cô giáo đang vận chuyển chăn màn quần áo để về nghỉ hè rồi. Con đường để đi vào ngôi làng của giờ thì vẫn còn một quãng nữa. Nói chung là có hai ngôi làng trên cái tuyến đường này đều là bản làng của người Mông, còn bản làng của người Khơ Mú thì sẽ phải đi một con đường khác nữa, và họ sẽ không sống gần nhau mà sẽ tách ra. Người Mông sống một nơi và người Khơ Mú sống một nơi, đúng không? Đấy. Nhưng mà các cháu có biết rằng là nếu mà mình đi nắng mình không đội mũ ấy thì da mình sẽ bị đen đi không? Có. Có, đen xong là mình sẽ bị xấu gái đi đúng không? Được. Thế mà sao không đội mũ vào? Biết mà không đội mũ. Đúng chưa? Được. Thế không thích xinh gái à? Thích xấu à? Thích xinh gái. Thích xinh nhưng mà thế thì lần sau đội mũ vào nhá. Vâng. Ừ. Chú mặc dù xấu da nhưng mà chú vẫn phải đội mũ đây này. Bạn này là cũng đi bộ đấy à? Ừ. Đúng không? Đúng. Đấy, bạn đi sắp về đến nhà rồi. Chào mấy đứa nhá. Chú ơi, dừng ở đây. Dừng ở đây à? Vâng. Đâu, nhà cháu đâu? Nhà cháu dưới kia nhưng mà xe này là xe của con. À, bây giờ phải trả xe à? Vâng. Ok. Rồi, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được vào bên trong của ngôi làng rồi. Của ngôi làng cũng vô cùng là xinh đẹp. Ở đây có tất cả bao nhiêu gia đình cháu có biết không? Không biết. Không biết à? Vâng, em vẫn chưa biết cơ nào về cơ của chiếc xe đó à? Giờ thì giờ sẽ phải đi trả chiếc xe máy cho thân của mình. Chú ơi! Cũng là một cái quán khá là nhỏ.
Đi mệt đâu? Hả? Có à? Cháu không? Học lớp mấy? Hả? Học lớp 6 à? Đấy, lớp 6 mà rất là xanh điệu nhá. Có cả điện thoại xịn nhá. Giấy khen đâu? À mà hôm qua mang về nhà rồi à? Bạn nào cũng có giấy khen chứng tỏ là các bạn học rất là giỏi đấy. Thôi đi đi, đi đi, về đi không muộn. Pù Xi Hai là một cái bản nhỏ của người Mông khá là yên bình. Đây này, mọi người còn phơi hết tất cả những cái quần áo lên cái bờ rào này. Đó, rất là hay luôn. Con đường để đi vào nhà dở thì nó cũng nhỏ thôi. Ồ. Ui. Chào anh nhá. Đi chơi. Củi nhiều thế. Đây rồi. Thì giờ ngôi nhà nhỏ xinh phía ngoài là một cây đào rất là to. Chào hai đứa nhá. Chào cháu nhá. Cây này có quả chưa? À có nhiều quả lắm này, mận này nhờ. Mận này có bán không hay là chỉ để ăn thôi? Ăn thôi à? Ôi giời ơi, thế đây là em của dở à? Phải không? À, cô bé đang hái mận, hái nhiều nhiều cho chú một mấy quả nhá. Nhá. Ừ. Nào bây giờ vào nhà dở nào. Một ngôi nhà bằng đất. Có ai nhà không à dở ơi? À, có mẹ ở nhà không? Mẹ ở nhà không? Không. Thế chỉ mình hai đứa ở nhà thôi à? Vâng. À, ngôi nhà cũng làm bằng gỗ thôi và cũng khá là rộng rãi, gọn gàng. Mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi nương. Mẹ đi làm à? Vâng. Chưa không về à? Chưa không. Ừ. Thế đây là em hay là chị của dở? Là chị dâu. Chị dâu á? Vâng. Bao nhiêu tuổi? Không biết. Ồ, em bao nhiêu tuổi đấy? Em 20. 20 rồi à? Ừ, nhưng mà trông có vẻ hơi gầy đấy nhá. Chồng đâu? Chồng đi nương. Chồng đi nương à? Ừ, cô bé này tôi thấy hơi gầy gò một chút. Thế bây giờ em tên là gì nào? Em này này. Dạ, con tên là Zia. Zia à? Vâng. Thế Zia ở nhà nấu cho anh một nồi cơm được không? Zia. Nhà còn gạo không? Còn. Còn à? Vâng. Thế bảo chị dâu nấu một nồi cơm đi. Chị đang bị ốm. À, chị mình đang bị ốm à? Vâng. Thế giờ cắm một nồi cơm đi xong rồi là đưa chú đi quanh làng một tí nhá. Vâng. Ok. Chị dâu này không biết là bị bệnh gì nhưng mà tôi đang nghi là có một cái bệnh gì đấy trong người, trông rất là gầy, gầy gòm ốm yếu xanh xao. Phải sàng nha cho nó hết cái bụi bẩn à? Cái gạo này là nhà mình mua hay là tự trồng được? Tự trồng. Gạo lúa nương hay là lúa nước? Lúa nương. Lúa nương à? Ồ, thế thì ngon đấy. Cô bé này cũng khá là khéo léo này. Phải phẩy hết những cái bụi bẩn đi. Thậm chí là khi mà sát nó còn chưa được kỹ lắm ấy nhỉ. Còn rất nhiều những cái hạt thóc nó còn chưa được vỡ vụn ra. Hả? Nô. Nô về nó. Ở đây thì ăn cơm ngô nữa không hay là ăn cơm gạo thôi? Cơm gạo. Yeah, cháu có biết ăn cơm ngô không? Không. Không biết à? Cháu là người Mông thì cháu có biết món mèn mén không? Không nghe bao giờ à? Yeah. Từ bé đẻ ra là không biết món đấy à? Yeah. À, đấy là một món ăn rất là đặc biệt và đặc trưng của người Mông ở bên Hà Giang. Cháu có biết không? Không. Chưa tìm hiểu đúng không? Yeah. Ừ. Chị chua chua. Đây là một ngôi làng của người đồng bào dân tộc Mông ở trên Điện Biên. Tôi nghĩ rằng là cũng có những cái nét rất là khác biệt so với những người đồng bào dân tộc ở bên Hà Giang. Chào chú ạ.
Chào chú. Chào em nhá. Đang giặt quần áo à? Chào chú. Cháu đi qua nhà một tí nhá. Dạ vâng. Nhà chú đẹp nhỉ? Nhà chú mới làm đấy à? Chú làm nhà này hết nhiều tiền không ạ? Tôi thấy rất là hoành tráng ấy. Thì làm thôi. Tự làm à? Và thậm chí là có một chiếc xe máy vừa mới mua còn chưa lắp biển số này. Xe này phải 40 triệu ấy nhỉ? Yeah. 40 triệu ấy. Cái phong cách kiến trúc nhà cửa ở bên này nó cũng khá là khác biệt so với bên Hà Giang. Nếu em nụ, apa? Tao muốn chỉ tao số. Tao còn đây. Nghĩa là trong làng còn những con đường nào khác không mà dở dẫn chú đi đường gì đây? Đi cái kiểu gì này? Thấy ở đây cũng khá là trù phú phì nhiêu, mọi người trồng được rất là nhiều những giống cây ăn quả khác nhau. Kia là cây lê này, xoài này, ngô rồi cả mận này, chuối này, đầy đủ, ổi này, rất nhiều những giống cây khác nhau. Còn không biết là hai cô bé này đang định là như nào đây? Tại sao có đường không đi mà lại đi như này? Hả? À? Ôi dồi ôi, đường có không đi? À, hóa ra đi tắt ra cái đường to này đúng không? Vâng. Ui 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 ui. Ê, phải tỏ nó mua vết chế không nào, xin nhớ mua hết rồi. Cô cũng đầy đủ điện. Chỉ duy là không có sóng 4G, sóng internet thôi, sóng điện thoại bình thường vẫn có. Và mọi người vẫn còn làm những cái rào bằng cái tre như này, nhìn nó cũng rất là bắt mắt. Ôi chứ, hai cô này đang dí dúi gì với nhau. Cái làng của cháu đã phải ở cao nhất chưa? Cao nhất ở đây rồi đúng không? Không biết. Không biết á? Vâng. Đi học lớp 9 rồi mà cái gì cũng không biết thế. À dở. Hả? Đùa. Giờ thì mình sẽ đến một cái ngôi nhà của người đồng bào Mông tiếp theo. Chào cô ạ. Vâng. Chào cô nhá. Vâng. Thế đây là nhà như nào? Cháu có thể giới thiệu được không? Hả? Không biết á? Ôi dồi ôi. Không biết luôn. Cũng không biết luôn. Hai đứa này học lớp 9, lớp 6 rồi mà không biết giới thiệu gì luôn. Nhà bên ngoài cô có rất là nhiều củi. Tôi thấy phía ngoài này nuôi rất là nhiều chim luôn. Đây hình như là có một cái thú vui nuôi chim thì phải. Những người đàn ông dân tộc Mông có rất nhiều cái giống chim khác nhau này. Đây chắc cũng là một bộ sưu tập chim gọi là kha khá. Chú ơi, có một em gái mà nó cũng không có mẹ, có bố. Không có mẹ, không có bố á? Vâng. Ở đâu? Em nào? Thì em phải. Em nào nào? Giờ từ tí này phải, giờ từ tí này. Là em này không? Em này á? Vâng. Nhưng mà thế nhà em ấy ở đâu? Nhà này ở đây nhưng mà không chết rồi. Bố mẹ chết á? Bố mẹ em sao mà chết? Không biết à? Bố thì xét đánh. Bố bị xét đánh nhá? Vâng. Ồ, tên là Xua à? Vâng. Ra đây Xua. Nhà là Xua. Ê, Xua từ nhỏ này. Xua mấy tuổi rồi? Tôi bây giờ xem ạ. 11. 11 tuổi à? Xua có được đến lớp không? Xua có được đi học không? Có à? À. Thế là bây giờ chỉ còn mình em thôi à? Thế mẹ bị làm sao? Mẹ của Xuân đi Trung Quốc. À, mẹ cũng đi Trung Quốc à? Đi bao nhiêu năm rồi chưa về? Chưa xong nữa. Mình ta chưa xong nữa. Mình ta chưa xong nữa. Ừ. Mười năm rồi. Chưa mười năm ta. Không hiểu sao ngôi làng này rất nhiều người đi Trung Quốc luôn. Mà ở đây có gần Trung Quốc không? Không. Không à? Thế mà mọi người vẫn đi Trung Quốc làm và bây giờ là mất liên lạc đấy nhỉ? Thế đồng chí này bị làm sao này? Ôi dồi ôi. Đứa này cũng không mẹ à? Ôi dồi, sao ngôi làng này? Ba em này là chị em. Ba em này là chị em à? Yeah. À, còn đây là bà. Ồ, thằng cu này chắc là không có ai trông này. Ngã bêu hết cả đầu. Ngã bêu hết cả đầu luôn. Xua thì thấy cũng rất là xinh xắn. Là bây giờ là các bạn ấy chỉ ở với bà thôi à? Vâng. Con chào ông ạ.
Con chào ông. Chào em nhá. Ô, ngôi nhà bên này cũng nhỏ nhỉ? Ngôi nhà bên này xinh đấy. Rất nhiều những cậu bé này. À thôi chết rồi, quên mất ăn kẹo nhá. Chú có mang nhiều kẹo lắm. Hai thằng này được đi học không? Đầy đủ bố mẹ không? Có à? Này, cho hai đứa này. Hai anh em cười trần luôn. Con của em à? Này, con của em nhỏ 2 tuổi thôi. À, con em nhỏ hơn à? Này, bên này nữa này, con kẹo này. Uất chậu này. Uất chậu nữa. Uất chậu nữa. Xua sợ sệt thế hả? Cho xua này. Mấy chị em chia nhau nhá. Ôi, em bé em gặm cái gì này. Chia nhau nhá. Thế là xua này có gặp khó khăn gì trong việc đi học không? Không có cả ông. Không à? Là bà vẫn cho đi học đúng không? Rồi, vẫn đi học đều đúng không? Học giỏi không xua? Xua học giỏi không? Có giấy khen không? Có à? Vậy được học sinh gì? Được học sinh đấy là học sinh tiên tiến nào. Tiên tiến à? Được tiên tiến à? Tiên tiến mà nhút nhát thế. Này cho xua mua quần áo này. Cháu này. Ôi cháu này. Này cho em bé này. Bêu hết cả đầu rồi này. Đâu đứa nào nữa nào? Đứa nào chung một nhà nữa à? Đứa này à? Này cho con này. Cho con cầm đấy. Này. Thôi bà cầm cho cháu nhá. Nói với bà là chú ở xa đến chơi ấy thì cũng không biết nói gì ấy. Có một món quà nhỏ tặng ba đứa thôi. Nhá, nói bằng tiếng Mông ấy. Sợ bà không nói được tiếng Kinh. Thế còn em bé này thì có bố mẹ đầy đủ đúng không? Đúng. Thế cháu có kẹo chưa nhỉ? Chưa đúng không? Quên mất đấy. Đang chuẩn bị đi làm gì đây không biết. Này cho con này, cho hẳn túi này, chia cho em bên này với nhá. Chia cho em bên này với nhá. Ừ, hai chị em chia nhau nhá. Bảo nó là chia nhau nhá. Ok. Nào thì bây giờ đưa chú đi đâu nữa nè. Ngôi làng này có điều gì đặc biệt không? Có cái gì mà cháu muốn giới thiệu cho một người lạ biết không? Hả? Không có. Không có á? Ôi trời ơi, hai người cô này. Ở đây mọi người cũng nuôi được rất là nhiều chim bồ câu. Nói chung là chăn nuôi mọi thứ đều rất là đầy đủ. Tôi thấy như vậy. Và đặc biệt thì cũng có rất là nhiều củi để làm chất đốt. Nào, bây giờ. Ôi. Sao lại hết cả hồn cả vía? Thôi nhá, quá đáng nó vừa thôi nhá. Chú ơi, có mua em mắt của nó bé. Một ông mắt của nó bé bé á? Một em á? Thế đi vào nhà em ấy nhá. Vâng, nhưng mà nhà em nhà xa. Xa thế đi đường nào? Đi đường về. Thực ra là mình cũng nhờ hai cô bé là giúp mình có thể là đưa mình tới những cái ngôi nhà có cái điều kiện sống nó hơi khó khăn một chút. Thì hai bạn có là người địa phương đấy thì bạn ấy biết chỉ mình đi. Có một điều mình khá là thắc mắc là có rất nhiều người ở đây như là đi Trung Quốc đúng không? Đúng. Thậm chí là còn lấy cả chồng Trung Quốc à? Vâng. Thế cháu có thích lấy chồng Trung Quốc không? Không. Cháu có muốn đi Trung Quốc không? Không. Mặc dù đây là một cái vùng đất mà nó rất là xa với Trung Quốc luôn. Hầu như là không liên quan gì đến Trung Quốc cả đúng không? Đúng. Đấy, mọi người lại đi Trung Quốc rất là nhiều và đi cực kỳ lâu năm luôn không về. Thế ở đây có nhiều chị đi lấy chồng Trung Quốc không? Có. Bao nhiêu chị? 5-6 chị. 5-6 chị cả? Vâng. Thì là cái chị gần đây nhất đi lấy chồng Trung Quốc là cách đây bao nhiêu tháng rồi? Chắc là mấy năm. Mấy năm rồi à? Vâng. Thế thì cũng lâu rồi nhỉ? Vâng. Bây giờ chắc không còn ai đi nữa rồi đúng không? Chắc không ai lấy được chồng Trung Quốc nữa rồi đúng không? Đúng. Ừ. Thế lấy chồng Trung Quốc xong có gửi tiền về Việt Nam không? Không. Thế à? Lấy xong là mất luôn nhỉ? Vâng. Mất tích luôn nhỉ? Vâng. Coi như là bán con luôn nhỉ? Ừ. Tôi cũng dễ cái điều đó xảy ra lắm bởi vì là đi làm dâu ở một cái đất nước xa lạ thì để có thể liên lạc lại về với Việt Nam hoặc là như nào đấy thì cũng khó.
đặc biệt là những cô gái Việt Nam mà sang lấy chồng nước ngoài, tôi nghĩ là sẽ thiệt thòi rất nhiều nữa. Ở đây nhà nào giàu nhất các cháu có biết không? Hả? Có hay giống như nhau à? Thế là ở đây thì làm cái gì để ra tiền như gia đình các cháu? Đi hái măng. Hả? Đi hái măng. Đi hái măng à? Vâng. Mùa này là hái măng. Vâng. Thế những cái mùa không có măng thì làm gì? Không có măng thì đi làm thuê à? Vâng. Làm công việc gì? Xây nhà. Làm ở thành phố đấy à? Vâng. À, thì cũng giống như rất nhiều những cái nơi khác thôi. Lúc trước là anh của em cũng đi làm ở Hà Nội. À thế à? Vâng. À. Ôi, chó nhá. Cẩn thận chó nhá. Hai đứa này nó còn không sợ chó bằng mình. Đứa này nó còn cầm thêm một cái roi nữa. Như đây là những ngôi nhà mới làm thì phải, cũng rất là mới và rất là đẹp, làm bằng rất là nhiều gỗ luôn. Hầu như cái vật liệu xây nhà đây đều là bằng gỗ này. Ô, chào thanh niên nhá. Sao lại ôm cái cầu thang kia? Chào em bé nhá. Tí nữa chú cho kẹo nhá. Đây cũng đều là những ngôi nhà khá là mới. Có một con kim đi được ở nhà hàng ngày. À, đây à? Một anh trai không đi được. Một em bé. À, cứ đưa chú vào xem nào. Đây là nhà này à? Nhà đây cạnh xưa. Cái gì gắn tới xưa? Chúng là nhà người Mông ở đây mình thấy rất là hay. Gọn gàng quá. Và đều có rất là nhiều củi. Trong nhà đang có đông người à? Ê, khô với nhờ ní. Ờ, rong. Hảo quá à, hảo à. Ờ. Chào các chị nhá. Hai chị đang làm gì đấy? À, chưa từ tận đấy. Chị Pau à? Chú ơi. Ơi. Em không đi được. Những ngôi nhà thì họ cũng làm rồi, rất là san sát nhau. Ô, đây đang nấu cơm này đúng không? Đúng. Một cái nồi to thế. Không biết là có món gì ngon không? Ô, chào em nhá. Ờ, đang nấu gì đấy? Đang nấu măng à anh. À, nấu măng đấy à? Vâng. Thì anh xin mấy quả được không? Được ạ. À. Được à? À, hóa ra là đang luộc măng. Xem một cái xem nào. Tò mò quá. Ồ. Cái măng này là cháu bảo là hái để kiếm tiền đây đúng không? Đúng rồi. À, một cân măng này thì bao nhiêu tiền? Một cân này cho mình nhưng mà mất giá là 5-6 nghìn. 5-6 nghìn một cân. Thế một ngày thì sẽ đi bẻ được khoảng bao nhiêu cân? Một ngày cao nhất khoảng 20 cân à. 20 cân nhân với thế là được khoảng chưa tới 100 nghìn đúng không? Vâng, một ngày. Thế mắt em bị sao này? Mắt em bị đau anh ạ. Quay đây xem nào. Ôi giời ơi. Cậu em mắt sưng hết, quay ra ánh sáng xem nào. Đây này. Chả biết bị làm sao, có thuốc gì chưa? Uống rồi anh ạ. Uống rồi à? Vừa khỏi hơn. Có phải cúng cho nó xuống không hay là uống thuốc thôi? Uống thuốc là nó khỏi. Không cần thầy cúng đâu đúng không? Đúng rồi. À. Rồi. Thế em tí nữa anh quay lại cho anh xin mấy quả măng nhá. Ừ. À, em bé đây đấy à? Em này bị khuyết tật anh ạ. Bị không đi được đấy à? Bị khuyết tật từ lúc sinh ra bị khuyết tật. Từ lúc sinh ra bị khuyết tật à? Con của ai? Con của anh trai em. À, con của anh trai em à? À. Cậu bé còn đang không mặc quần cơ. Con này bị khuyết tật đi không được, chân nó là không đi được. Chân không đi được đúng không? À. Chào cháu nhá, chào thanh niên nhá, cười tươi đấy, mấy tuổi rồi? Em là cháu này 8 tuổi. À, giờ là chú của em bé. Chú của em bên này. Thế bố mẹ cháu ấy đâu? Bố mẹ cháu nó đang đi sửa nước, kéo dây nước làm vậy. À. 9 tuổi đúng không? Đúng rồi. Đã nói được tí nào kiến tinh không? Nói không nói được anh ạ. Không ai dạy cho nó đúng không? Đúng rồi. Nói được tiếng Mông không?
Có biết cái mong cười. Ăn gì chưa? Trên mồm đang dính kẹo đúng không? Ôi, đây là cái ghế này, cả ngày nó ngồi ở đây thôi à? Đúng rồi anh ạ, cần ngày ngồi đây. Cả ngày ngồi đây. Đây này, bố mẹ để đâu thì chỉ ngồi đấy thôi nhỉ? Đúng rồi, tuế để nó bê vào ngủ vào giường. Thế bạn này là đẻ ra đã bị như này hay là... Lúc là đẻ ra bị như thế này anh ạ. À, đẻ ra đã bị nhầy luôn rồi. Vâng. Ôi, tội nghiệp thế. Thế bây giờ bố mẹ không ở nhà thì chú Dơ đại diện giúp bố mẹ nhá. Vâng. Ờ, anh cũng xa đến thì anh cho Phút một món quà nhỏ. Vâng. À, này, em cầm ở đây đấy, cho Phút cầm cũng được. Chỉ sợ Phút xé thôi. Nó không xé là tiền để nó không xé. À, có biết tiền đúng không? Đúng rồi, tiền cũng biết. 60 triệu là sẽ có phương án để tức là có một chút hy vọng để em có thể đi lại được đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thế thì tí cho anh số điện thoại nhá. Vâng, ok. Thế thôi em, chú chào Phút nhá. Ừ à. Cảm ơn nhá. À. Cháu cảm ơn chú nhá. Ừ. Ô cháu. Hai chú cháu cảm ơn chú nhá, anh nhá. Thôi Phút cố gắng nhá. Hôm nào chú có thời gian chú lên chơi tiếp nhá. Chú mang quà nhiều hơn cho nên lần đầu tiên chú đến thì chú chỉ biết thế thôi. Có một chú cháu chú cháu mình cảm ơn anh nhá. Này, cho mấy đứa này, xong chia cho cả em với nhá. Xin nhá. Cho cả Phút với nhá. Ừ. Đấy, mang ra để chia cho em với nhá. Nào, bây giờ cho anh xin mấy cây măng nhá. Mấy cây măng? Ừ. Chín chưa? Chín rồi. Chín rồi à? Đây. Dở mấy tuần rồi, mất đây, dễ nào. Dở ơi, cầm mấy cây măng về tí mình ăn trưa đi. Ừ. Ở trên này nước sinh hoạt thoải mái nhỉ? Không bị mất nước đúng không? Giờ cầm nhá, giờ ơi. Măng này trông có vẻ ngon đấy. Nó gọi là măng gì nhỉ? Măng búp á. Nóng quá nhỉ? Vừa đổ ra. Anh cảm ơn nhá. Vẫn không cho anh. Chẳng có gì cho em cả, lại đi xin măng của em. Sao đâu anh nhỉ? Thôi thế thôi được rồi giờ ạ nhỉ? À thôi thôi xin nốt mấy cây nữa đi. Nhà mình cũng đông người. Em bé mấy tuổi rồi? Bé mấy tuổi rồi? Bé 2 tuổi à? Chắc cũng được rồi. Ôi 2 tuổi mà nhỏ này á? Ừ, nó cũng bị khuyết tật. À cũng bị khuyết tật à? Vâng. Con bị làm sao? Không biết, nó không biết lớn, nó cũng bị như thế này. À không lớn à? Vâng. Cứ như này thôi à? Vâng. 2 tuổi rồi á? 2 tuổi rồi. Ôi anh còn tưởng mấy tháng cơ. Chừng 8 tháng, 9 tháng cơ. Ôi. Ôi con được 2 tuổi rồi à? Vâng. Không lớn à? Biết lớn. À không biết lớn à? Thôi thôi nín nín này, cho con quà này, con cầm lấy. Con cầm lấy cho nín nhá. À. Ôi. Ờ thôi rồi nín 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 nín. Thôi nín nhá, thôi chú đi đấy. Bye bye nhá, chú không làm phiền con nữa nhá. Tắm xong rồi đúng không? Ừ. 2 tuổi. Nó có mở được mắt không? Mở được nhưng mà nó cũng giống như không biết xem người đấy. À nó cũng không mở được to mắt ra đâu đúng không? Nó chỉ như này thôi à? Nó mở to mà nhưng mà giống như nó không biết xem người. À nó không có lòng đen à? Có, cũng có giống như mình nhưng mà chẳng biết nó không xem. À nó không nhìn được người ấy hả? Ừ. À. Chân rồi mắt đều có vấn đề đúng không? Chắc có vấn đề rồi. Thôi cố gắng con nhá. Rồi. Thôi đừng khóc nữa, nín đi, nín đi. Thôi anh không vào nữa. Rồi, chào hai mẹ con nhá. Ừ. Chú ở đâu ạ? Chú ở Hà Nội cơ, xa lắm. Thế à? Ừ. Rồi. Thôi cố lên con nhá, cố lên con nhá. Đấy, hiện nó đói sao ấy. Đói đấy. Nó thì như thế nào nhưng mà nó ăn nhiều quá. À. Ăn nhiều nhưng mà chẳng biết nó không lớn. Ăn nhiều nhưng không lớn đúng không? Ừ. Bye bye con nhá, bye bye hai mẹ con. Ừ. Khi mà tôi với Dở về nhà thì anh trai của Dở cũng đã đi làm về rồi. Và cũng rất là may mắn nhờ anh trai và nhờ mọi người thì cũng đã nấu được một bữa cơm rất là ngon như này. Và cũng bày biện rất là đẹp luôn. Và chúng tôi cũng góp được thêm một chút măng nữa là bữa cơm nó trở nên sinh động hơn rất là nhiều. Hôm nay tôi có một rất nhiều những cháu gái, những em gái đang
lứa tuổi cấp 2 thôi nhưng mà cũng rất là giỏi, rất là năng động và xinh xắn rồi. Đấy, nhờ các em mà có một bữa cơm ngon như này. Thôi nhở, mình cứ dùng cơm dần đi nhở. Nào. Ồ. Rất là tuyệt vời. Ồ. Rồi, mời em nhá. Mời mọi người nhá. Mời cô nhá, mời mấy đứa nhá. Nào, không phải xấu hổ. Nào, ăn đi. Tập trung ăn cơm nhá. Rất là tuyệt vời, chưa nóng về được một lon bia như này. Rất là ngon luôn. Rồi, mình được sới cơm ra nhá, cho chú với chú đói quá rồi. Rồi, cả nhà ăn cơm đi nhá. À, nó mó đi. Vợ em bị gầy như này thì em biết như nào không? Trước là tháng 7 2022 kia đấy thì vợ chồng em làm nương. Thì vợ bảo là hơi đau bụng, kiểu như là buồn nôn với lại mình tiêu chảy kia đấy. Vợ bảo là đau như thế này, em trước đó thì vẫn còn mang thai được 6 tháng gì đó. Thì em tưởng là chắc là sắp đẻ nó đau bình thường thôi, nên là sau là vợ đẻ con xong rồi. Cái bụng kiểu như là nó vẫn còn một đứa ở trong bụng ấy, nó vẫn to giống như một con đang ở trong bụng. Xong là em cũng tưởng là rất là đệ đứa hai rồi nên bụng nó tự sưng thôi. Nên xong cứ ở dần thì vợ đệ xong là vợ không ăn cơm. Không ăn cơm thì được tầm 2 tháng thì bắt đầu gài rồi nên em đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì đi trên tụ chùa kia thì họ xem thì họ bảo là họ chẩn đoán là viêm tới mật. Xong là em ở viện được 1 tuần thì họ bảo là có còn đau nữa không, em vợ em bảo là không còn nữa, thì họ bảo là không còn rồi thì chắc là khỏe rồi, vợ chồng về nhà nhá. Nên vợ chồng em về nhà, xong rồi là được về nhà xong nó vẫn còn cái như cũ, nên em đi khám mấy anh người Mông, mà mấy thầy người Mông ấy, họ bảo là vợ em là chắc là bị người ta làm ma chài, là kiểu như là người ta làm phép cho mình đấy, làm ma chài kia đấy, để cho mình bị ốm, cơ thể mình bị ốm đấy. Nhưng mà lý do gì người ta lại làm ma vào vợ em mà không phải làm vào người khác? Thì kiểu như là mình có xích mích hay là có gì đó cho người ta ghép mình, người ta không làm được gì cho mình thì người ta làm cho... Người ta sẽ yểm bùa vào bụng đúng vợ rồi. Em. Đúng người rồi. Sẽ bằng một cái gì đấy người ta khiến cho có cái ma gì đấy trong bụng vợ đúng em. Rồi, kiểu như là mình không ở nhà, họ đến nhà mình, họ trộn đi quần áo của mình hay là cái gì đó của mình về. Thì họ làm cho cái đồ của mình đấy. Thì nó sẽ chuyện kiểu như là nó chuyện qua mình ấy, bị ốm, mình bị ốm. Bản thân mình bị ốm. Tức là cái người xấu đấy họ sẽ mang cái áo mình đi và họ phù phép, họ làm bùa, họ làm gì đấy. Đúng rồi. Và khiến cho vợ em bây giờ bị gầy như này. Đúng rồi. Thế em không phải tìm một người thầy cao tay nào khác về để giải cái đấy? Thì em cũng không để ý là bị cái bệnh đó nên em mới đi bệnh viện. Xong họ không biết là bệnh gì. Xong mình mới về thì em về mới đi tìm cái bà cái giúp mới được chưa được 1 tháng này anh ạ. À đang có một bà thầy mo thầy cúng đang giúp vợ em rồi vâng. Đúng không? Vừa mới làm được chưa được 1 tháng này thôi nên bụng của vợ mới không sưng nữa, còn trước kia thì sưng kiểu như là sưng to thế này luôn anh ạ. Nếu là bệnh viện là bó không tay biết, đúng và rồi. Thầy cúng thì lại làm cho bụng vợ em nhỏ đi được. Đúng rồi. Và đang hồi phục lại dần. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì kiểu như là vợ cũng lại chán nữa, lại chán không muốn ăn cơm này. Lại gầy thế này thì em định là ngày mai đi bệnh viện xem là bác sĩ có biết gì không. Ok. Nhưng mà nói chung là cũng một phần là em cũng nghi ngờ là do người ta yểm bùa. Đúng rồi. Một phần là do bác sĩ chưa giỏi hoặc là chưa tìm ra được bệnh. Vâng. Ok. Nói chung là anh nghĩ là cứ phải nên khám bác sĩ nhiều hơn. Đúng rồi. Chắc là mình phải đi bác sĩ xem kiểu như là cơ thể mình lại bị ốm hay sao ấy. Đúng rồi. Chứ đừng có tin vào thầy cúng quá. Đúng rồi. Kiểu như là em cũng đi theo đạo rồi đấy nên em cũng ngại đi làm những cái việc mà thầy cũng cắt kiểu đó anh. À là em đang theo đạo à? Vâng. Ở Chúa Giêsu đấy à? Đúng rồi. À nên là em đạo cũng rất tin lành là... kia đâu. À đạo tin lành đúng không? Vâng. Nên là cũng ngại thầy cúng người kia đúng không? Đúng rồi, em cũng ngại đi làm lắm vì là mình đã đi theo đạo rồi mà mình lại coi lại đi làm kia thì cũng ngại cho cái kiểu như là cái đội của mình đấy. À rồi, ok anh hiểu rồi. Thank you.
Cuối cùng thì trời cũng đã tạnh mưa và chúng tôi phải quay ngược trở về thôi. Chú cảm ơn cháu nhá. Cảm ơn cháu rất nhiều. Hy vọng rằng là sau này cháu cưới chồng thì nhớ mời chú nhá. Nhất trí không? Nhưng mà phải hứa là 20 tuổi mới được lấy chồng nhá. Không được lấy chồng Trung Quốc nhá. Ok chưa? Học giỏi nhá. Hết cấp 3 nhá. Ok chưa? Chú có một món quà nhỏ còn tặng dở này. Đây, nhá. Chăm ngoan học giỏi nhá. Ok. Có lẽ là cái chuyến hành trình ngày hôm nay của cha thì cha cũng xin phép được dừng chân tại đây. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng cha Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên những chuyến hành trình tiếp theo.